đại bồ tát cũng lại như thế quán tất cả thế gian như huyễn đó là nghiệp thế gian phiền não thế gian cõi nước thế gian pháp thế gian thời thế gian thú thế gian thành thế gian hoại thế gian vận động thế gian tạo tác thế gian khi đại bồ tát quán tất cả thế gian như huyễn thì chẳng thấy chúng sinh sinh chẳng thấy chúng sinh diệt chẳng thấy cõi nước sinh chẳng thấy cõi nước diệt chẳng thấy các pháp sinh chẳng thấy các pháp diệt chẳng thấy quá khứ có thể phân biệt chẳng thấy vị lai like có thể khởi tác chẳng thấy hiện tại một niệm trụ chẳng quán sát Bồ đề, chẳng phân biệt Bồ đề, chẳng thấy Phật xuất hiện, chẳng thấy Phật vào niết bàn, chẳng thấy trụ nguyện lớn, chẳng thấy vào chánh vị, chẳng xuất tánh bình đẳng. Bồ Tát đó tuy thành tựu cõi Phật, biết cõi nước không khác biệt, tuy thành tựu cõi chúng sinh, biết chúng sinh không khác biệt, tuy quán khắp pháp giới mà an trụ pháp tánh, tịch nhiên bất động tuy đạt được ba đời bình đẳng mà chẳng trái phân biệt pháp ba đời tuy thành tựu ẩn xứ mà dứt hẳn chỗ nương tựa tuy độ thoát chúng sinh mà biết rõ pháp giới bình đẳng không có đủ thứ sự khác biệt tuy biết tất cả pháp xa lìa văn tự không thể nói được mà thường thuyết pháp biện tài vô tận tuy chẳng chấp trước việc giáo hóa chúng sinh mà chẳng bỏ đại bi vì độ tất cả mà chuyển bánh xe pháp tuy vì khai thị nhân duyên quá khứ mà biết tánh nhân duyên không có động chuyển đó gọi là như huyễn nhẫn thứ tư của đại bồ tát phật tử thế nào là như diệm nhẫn của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này biết tất cả thế gian giống như dương diệm ví như dương diệm không có phương sở không trong không ngoài chẳng có chẳng không chẳng đoạn chẳng thường chẳng một sắc chẳng đủ thứ sắc nhưng tùy thế gian lời nói hiền bày bồ tát như vậy quán sát như thật biết rõ các pháp hiện chứng tất cả khiến cho được viên mãn đó gọi là như diệm nhẫn thứ năm của đại bồ tát phật tử thế nào là như mộng nhẫn của đại bồ tát phật tử bồ tát này biết tất cả thế gian như mộng ví như mộng chẳng phải thế gian chẳng phải bìa thế gian chẳng phải dục giới chẳng phải sắc giới chẳng phải vô sắc giới chẳng sinh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh mà có sự thị hiện đại bồ tát cũng lại như thế biết tất cả thế gian đều giống như mộng vì chẳng có thay đổi vì tự tánh như mộng vì chấp trước như mộng vì tánh lìa như mộng vì bồn tánh như mộng vì sở hiện như mộng vì vô sai biệt như mộng vì tưởng phân biệt như mộng vì giác thời như mộng đó là như mộng nhẫn thứ sáu của đại bồ tát phật tử thế nào là như vang nhẫn của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này nghe phật thuyết pháp quán các pháp tánh tu học thành tựu đến nơi bờ kia biết tất cả âm thanh đều giống như vang không đến không đi thị hiện như vậy phật tử đại bồ tát này quán tiếng như lai chẳng từ trong ra chẳng từ ngoài ra cũng chẳng từ trong ngoài mà ra chỉ biết tiếng đó chẳng trong chẳng ngoài chẳng trong ngoài ra mà có thể thị hiện khéo léo danh từ câu văn thành tựu diễn nói ví như tiếng vang hang động, do duyên mà khởi với pháp tánh chẳng có trái nhau, khiến cho các chúng sinh tùy loại đều hiểu mà được tu học. Như phu nhân của trời đế thích, con gái của vua Atula tên là Xá Chi. Ở trong một tiếng mà vang ra ngàn thứ tiếng, tâm cũng chẳng nghĩ làm ra như vậy đại bồ tát cũng lại như thế vào cõi không phân biệt thành tựu thiện xảo tùy loại tiếng ở trong vô biên thế giới luôn chuyển bánh xe pháp bồ tát này khéo hay quán sát tất cả chúng sinh dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì họ diễn nói âm thanh đó vô ngại khắp mười phương cõi nước khiến tùy sở nghi nghe pháp đều khác nhau tuy biết tiếng không khởi mà khắp hiện âm thanh tuy biết vô sở thuyết mà diễn nói các pháp diệu âm bình đẳng tùy loại đều hiểu được đều dùng trí huệ mà thấu đạt được đó là như vang nhẫn thứ bảy của đại bồ tát phật tử thế nào là như ảnh nhẫn của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này chẳng sinh ở thế gian chẳng diệt ở thế gian chẳng ở trong thế gian chẳng ở ngoài thế gian chẳng tu hành ở thế gian chẳng phải chẳng tu hành ở thế gian chẳng đồng nơi ở thế gian chẳng khác nơi ở thế gian chẳng qua lại ở thế gian chẳng phải chẳng qua lại ở thế gian chẳng trụ ở thế gian chẳng phải chẳng trụ ở thế gian chẳng phải là thế gian chẳng phải là xuất thế gian chẳng tu hành bồ tát hạnh chẳng xả bỏ đại nguyện chẳng thật chẳng không thật tuy thường hành tất cả phật pháp mà làm được tất cả việc thế gian chẳng tùy theo dòng thế gian cũng chẳng trụ dòng pháp ví như mặt trời mặt trăng người nam người nữ nhà cửa núi rừng sông suối các thứ vật đều hiện bóng ở trong vật thanh tịnh như trong dầu, trong nước, trong thân, trong châu báu, trong gương sáng, bóng và dầu vân vân chẳng một chẳng khác, chẳng lìa chẳng hợp. Trong dòng nước chảy cũng chẳng bị trôi đi, ở trong ao giếng cũng chẳng bị chìm mất, tuy hiện ở trong đó mà không chấp trước.